cô Tô Hồng Thịnh xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các quý khách hàng. Chúc cho tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe nhá. Công việc của anh em lúc nào cũng thuận lợi, phát tài, gặp nhiều may mắn nhá. Hiện tại em đang ở cơ sở 2 của em. Hôm nay em sẽ làm một cái video cái đơn hàng 17 con máy Kubota. Trong đó có con 3 con máy lớn là Kubota V3800 và 14 con máy nhỏ là Kubota DC60 máy lăn, còn 3 con máy Kubota V3800 thì máy bán máy lổ. Đây, em sẽ đi một vòng cái dãy máy, hai cái dãy máy dài ngoặc này. Thực sự là một năm chắc là bên cơ sở em phải bán hàng vài trăm đến hàng nghìn con máy Kubota đấy anh em ạ. Em không nói xạo đâu. Vì các anh em ở trong miền Tây biết đến cơ sở và mua hàng rất là nhiều. Anh em ủng hộ rất là nhiều nhá anh em nhá. Cứ một tháng là phải bán vài chục con đấy. Chắc là phải rơi vào 4-500 con. 4-500 con. Đây, máy đang đã xếp dài hết ra đây để chuẩn bị đóng ba lết. Sau khi làm video xong sẽ đóng ba lết và sẽ trở vào trong tất cả các miền Tây, trong tỉnh, các tỉnh miền Tây để giao cho các anh em thợ nhá. Phụt qua con máy này tí thôi. Giao cho các anh em thợ. Thì sau đây em sẽ làm video lổ 3 con máy Kubota V3800 trước. Thì đây là con số 1. Thì sẽ làm video từng con một. Con Kubota V3800, dòng máy này em bán cũng rất là chạy. Bán rất là chạy anh em ạ. Vì các anh em mua về để chạy chạy lắp vào lắp lên máy cày, máy chở đất rất là nhiều. Và anh em biết đến cơ sở em thì mua toàn bên cơ sở em mua nhập toàn hàng đẹp, hàng zin, hàng chất lượng nhá. Thì đây là con máy số 1 trong đơn hàng 3 con máy Kubota V3800 cho anh Giai ở trong Cần Thơ nhá. Đây, máy zin hết, con máy số 1 này zin hết này, chưa động một con ốc nhá anh em nhá. Chưa động một con ốc. Đây, nguyên zin hết này anh em ơi. Nguyên zin chưa động một con ốc này. Đây, hai bên rè lốc này xanh lét này, tất cả ốc quy lát nguyên zin nhá. Bơm kim nguyên zin hết này anh em ơi. Bơm kim nguyên zin hết này, hai bên rè lốc này. Mới lắm. Đây, xanh lét luôn này. Mới đẹp rực rỡ luôn nhá. Thì sau đây là con máy đây là con máy số 1. Đây, tất cả nguyên zin hết này anh em ơi. Nguyên zin hết, chưa động chạm. Em sẽ giới thiệu qua vòng tua và mã lực của nó. Con này lòng của nó là 95, vòng tua của nó là 2006 và mã lực của nó là 100 đến 105 PS nhá. Kubota V3800, động cơ máy Nhật nhá. Nổ đi em ơi. Con máy số 1 trong đơn hàng 3 con máy V3800, máy lớn đấy. Quá khỏe luôn. Quá khỏe luôn anh em ạ. Nó chạm cái dây cao su này đấy. Cái cao su ở dưới ạ. Đấy. Đấy. Rồi. Quá khỏe. Không khói, không đổ hơi nhá. Tắt đi.
Quá xịn sò luôn. Con máy số 1 nhá, trong đơn hàng 3 con máy. Quá mới anh em ạ. Nghĩ cái dòng máy này sao nó khỏe, nghe tiếng lực của nó khỏe lắm anh em ạ. Nó ga ghiếc lên nó khỏe, máy nó bốc kinh kinh điển luôn. Vì nó tận hơn 100 PS và lòng nó tận 95 lòng lớn anh em ạ. Vì thế mà cái lực nó khỏe, quá khỏe luôn. Rồi. Đây anh em xem này. Không khói, không đổ hơi nhá. Em sẽ đăng video lên kênh nếu mà anh em có xem được video ấy. Anh em đang có nhu cầu mua dòng máy này về bán, về sử dụng, anh em liên hệ cho em nhá. Nó có hai đời, một đời có sinh hàn và một đời không sinh hàn. Con này là đời không sinh hàn nhá. Thì con máy số 1 đã xong. Nếu mà anh em nào đang bị hỏng máy hoặc là các loại động cơ xe tải, xe thùng, xe ben, xe khách, xe thùng đang bị hỏng máy ấy, cần có nhu cầu mua các loại động cơ về để thay thế vào các loại động cơ xe tải, xe thùng, xe ben, xe khách, xe đầu kéo ấy, thì anh em liên hệ cho em nhá. Hoặc là các loại động cơ máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển cá, máy hút cát, hoặc là máy gặt, bơm máy gặt, liên hệ cho em. Bên cơ sở em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của mọi người. Như vậy là con máy số 1 đã xong. Xin chân thành gửi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở con máy số 2 nhá. Một dãy máy này.